đã sống tròn một thế kỷ, ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cả bốn anh em trai cụ Nguyễn Ngọc Giao ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, vẫn dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải. Bí quyết sống thọ của các cụ đơn giản chỉ là sử dụng thức ăn tự cung tự cấp, luôn lạc quan, chăm tập thể dục và tinh thần thoải mái. Tôi nhớ quê tôi đất Nhãn Đồng, có đền Đồng Tử với Tiên Dung, biên rồng sông Nhị phủ Sa Đỏ, mở hội đầu xuân cả một vùng. Về thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, hỏi thăm gia đình nhà cụ Giao, không ai là không biết. Thôn Hoàng Trạch không thiếu người sống thọ trên 80-90 tuổi, nhưng việc cả bốn anh em trong một gia đình đều sống thọ trên 90 tuổi là điều hiếm có. Cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh là anh cả, năm nay đã 102 tuổi. Cụ Nguyễn Ngọc Giao là thứ hai, năm nay đã 98 tuổi. Thứ ba là cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, cũng đã 95 tuổi, và cụ út là cụ Nguyễn Ngọc Can, 92 tuổi. Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mắt các cụ rất sáng, trí tuệ minh mẫn, da dẻ hồng hào. Dù tuổi cao, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân các cụ vẫn tự làm, chứ phải nhờ đến con cháu. Sinh trưởng trong gia đình thuần nông, gắn bó với nông nghiệp, sau này lập nghiệp ở những ngành nghề khác nhau, nhưng các cụ luôn tâm niệm phải yêu lao động, không có bí quyết sống thọ nào ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống thanh đạm, thể dục hàng ngày, rèn luyện trí nhớ bằng cách đọc sách báo, làm thơ, tìm hiểu lịch sử. Tôi nhớ quê tôi những buổi chiều khi tà sương xuống bóng che siêu, nhớ con đê tải xanh màu cỏ, nhớ những đêm trăng tiếng sao diều. Vẫn còn minh mẫn. Chúng tôi biết ơn là cái âm đức của tổ tiên để lại cho các cụ tôi sinh được có bốn anh em chúng tôi thôi. Thì tới bây giờ là vẫn đều khỏe mạnh và vẫn minh mẫn cả. Thế thì không, chúng tôi không có bí quyết gì, chỉ có mỗi cái là cứ mỗi buổi tối là tôi đi và liên bước xung quanh nhà. Thế còn ăn thì cũng được khoảng trên 20 lao lai. Tôi không ăn nhiều, tôi ăn một bát rau xong và sau tôi mới ăn một linh cơm. Mình sống nó lại vui vẻ, không có cái oán hận ai, không có giận hờn với ai cả. Tư tưởng nó thanh thản thì tất nhiên mình không bị tật là mình khỏe thôi. Trong ăn uống sinh hoạt không có gì lạ, nhưng theo cụ Can, cả bốn anh em cụ đều rất thích uống trà. Phải chăng đây là bí quyết giúp các cụ sống thọ, sống khỏe? Tôi ngày nào tôi cũng xách rau cuốc vườn làm đất, tôi trồng đủ rau ăn, cung cấp các cháu. Mà thấy được khỏe ra, đừng có lao động quá sức thôi, nhưng mà phải lao động. Thứ hai ấy, là phải lao động trí óc, nghĩa là phải làm thơ và phải suy nghĩ, còn hoạt động xã hội chứ không có nó sẽ lẫn và sẽ mụ. Các cụ vẫn nhớ rõ mình có bao nhiêu đứa cháu, đứa chắt. Riêng gia đình nhà cụ Giao, cụ có 9 người con, 20 cháu, 28 chắt và 2 chút. Hiện nay, ba anh em cụ Giao sống cùng trên địa bàn xã Mễ Sở, riêng cụ Can sống tại Hà Nội. Mỗi khi gia đình có dịp, các cụ lại tập trung trò chuyện hàn huyên, dạy bảo con cháu điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Các cụ đã dạy cái câu, ở có đức thì mặc sức là ao, ra là phải có tâm. Không những là đối với gia đình, đối với xã hội, mình là một tế bào của xã hội. Thế nếu mà gia đình mình tốt thì xã hội tốt. Anh phải có cái lòng, tức là thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thì thấy bốn cụ thọ là mình cứ hạnh nguyện theo thế thôi. Cứ ăn vừa đủ, ngủ đủ giấc. Thế rồi là từ bi, mang cái tâm từ bi, không sân hận, không thù hằn đố kỵ. Cụ nhà mình không một ngày nào là không đọc một quyển sách. Từ đức hạnh và những cái gương của các cụ, bốn cụ thì mình cũng đọc. Thì mình càng ngày mình thấy càng hiểu biết hơn. Thế từ đó thì mình có cái ăn ở riêng của gia đình nhà mình. Bí quyết sống thọ của bốn anh em cụ Giao có lẽ không gì khác, chính là lối sống lành mạnh, lạc quan, yêu đời và sự chăm sóc xung vầy bên con cháu. Một mùa xuân mới lại đến, mong các cụ có thêm thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần, sống vui khỏe bên các con, các cháu. Luôn luôn hạnh nguyện sống yêu thương, biết ơn.